Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Mọi người coi cái cây lan của mình nè. Mình để trong restroom nha. Tại ở dưới nhà mình không có chỗ mình để đó. Nhưng mà nó vẫn ra hoa nè. Đẹp ghê không? Cái này mình quay 2 tháng trước rồi mọi người ơi. Bây giờ cái cây lan của mình nó đã rụng hết hoa như thế này. Và đây là tất cả những gì Lan dùng để thay chậu cho cái cây lan này ha. Thì khi nào mình cần thay giá thể cho cái cây lan, mình chơi lan thì mình cũng theo kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Mình thấy cái gốc của nó cao hơn cái miệng chậu nhiều nè các bạn. Và những cái rễ nó mọc ra ngoài nhiều đó. Như vậy cái rễ nó mọc ra ngoài nhiều thì mình phải thay, mình bỏ những cái rễ này vô chậu luôn. Rồi cái khi mà cái chậu của nó có nhiều cái nước quá đó, nó ẩm quá, nó làm cho cái rễ nó thúi đó, thì mình thay, mình bỏ cái giá thể cũ đi, mình thay cái giá thể mới cho nó ít giữ nước lại, cái cây nó không có bị úng nước thì nó tốt cho cái cây hơn. Rồi 2 3 năm mình thay một lần rồi các bạn, khoảng 2 năm á mình nên thay giá thể một lần ha. Đây là cái nước hydrogen peroxide nè mọi người. Cái nước này mình mua trong Costco, nhà thuốc tây hay chợ nó cũng bán hết 2 3 đồng một chai này nè thôi nha. Chai này giống như là cái chai mà để sát trùng nè. Vậy đứt tay mình sát trùng mình giữ vết thương rồi đó. Nhà mình nó lúc nào cũng có cái nước này ở trong nhà hết mọi người, giống như là để mình xử lý vết thương nhanh, giống như là cái nước oxy già hồi xưa ở Việt Nam đó, mình gọi oxy già đó mọi người. Thì cái thành phần của cái nước này là 3%, mình dùng cho cây mình đừng dùng cao hơn nha, mình dùng cho cao hơn là cây nó chết á, tại vì nó sẽ làm cho cháy á. Thì mình hôm nay Lan sẽ dùng cái này và Lan đổ vô cái bình này. Đang đổ vô cái bình này để mình xịt vô cái rễ. Sau khi mình cắt xong cái rễ, mình xịt cái này lên để cho nó sát trùng, sát khuẩn, nó diệt nấm mốc này kia cho nó cái gốc của nó, cái rễ nó không bị ảnh hưởng ha. Cái này Lan mới học được ở trên mạng. Thì Lan đổ vô đây hơi nhiều. Mình đổ vô lại bớt đi. Cái bình này của mình đựng nước không biết có sao không. Thôi không hết thì xài thì bỏ. Cái này cũng rẻ lắm, không có mắc đâu mọi người. Mình nhớ là dùng 3% thôi, mình đừng có dùng hơn ha. Mình dùng hơn là nó sẽ ảnh hưởng tới cái rễ của nó đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái rễ này ra. Trời nó cứng ghê chưa nè mọi người. Mình sẽ lấy cái này ra và mình tháo cái vớ nha. Mình sẽ sử dụng cái chậu này lại, tại vì nhà mình hơn bây giờ không có cái chậu nào nhựa nhựa đó. Mình sẽ sử dụng lại cái chậu này và mình bỏ nó vô lại những cái rễ đâu. Ok. Đó. Đầu tiên á là mình tháo hết cái vớ này ra. Cái cây này đó mình cắt cái cọng hoa này mình bỏ. Khi mà mình cắt cái hoa đó các bạn, mình cắt như vậy nè. Mình thấy cái hoa cũ không? Nó có cái mắt này nè. Mình cắt ở trên này, mình đừng cắt ở dưới cái này, mình cắt ở trên này để mình bảo vệ nó không có bị thúi qua cái này, nó thúi vô cái thân á. Mình cắt lên đây khoảng 1 cm như thế này. Cái kéo mình cắt cũng phải sạch mọi người nha. Cái rễ nó thúi nhiều quá. Xong rồi mình bỏ vô cái mình dưỡng nó lại, cái rễ mới nó già. Bây giờ mình tắt đi, mình tháo ra các bạn nha. Nãy giờ mình làm đó bạn, xong cái lá này mình mới vừa bứt nó ra luôn nè. Rồi cái này nó nếu mình gặp cái rễ nào mà nó khó cho mình làm việc quá thì mình cắt nó luôn. Cắt những cái rễ khô khô như vậy nè. Tại vì mình tháo ra mình cắt, nhưng mà đợi mình tháo ra cái nó khó tháo các bạn, cái rễ nào nó gây ảnh hưởng cho cái việc của mình này, mình cắt nó luôn ngay tại chỗ. Gặp rễ nào thúi cắt luôn ha, rễ nào tốt thì giữ lại. Mình tháo xong hết rồi đây nè mọi người, cái bộ rễ của nó nè, nó giống như nó bị ẩm nhiều quá đó, giống nó tổn thương nhiều quá ha, giống như nó úng úng nó làm sao nó không có khỏe đó. Giờ mình cắt nó nha, mình cắt hết chỗ nào mà mình thấy nó xấu xí mình cắt hết luôn. Mình để này mình thấy nó đó, mình giờ mình đem nó mình đi rửa nha mọi người, mình rửa sơ qua xong mình rửa cái chậu này luôn và mình rửa luôn cái chậu này ha, xong mình quay lại. Lan đã rửa xong rồi nè, sạch sẽ ha, cái này cũng sạch sẽ nè đó. Mình rửa sơ thôi à, mình chỉ xối nước cho nó rụng hết cái giá thể mà nó dư nhỏ nhỏ như vậy nè các bạn, chứ mình không có kỳ cọ gì ha, đừng có làm ảnh hưởng tới cái bộ rễ của nó. Xối dưới vòi nước cho nó chảy thôi. Bây giờ nó còn ướt ướt như vậy nè, mình sẽ xịt cái thuốc lên nha. Đó, mình xịt lên sát trùng cho nó. Rồi xong ha. Bây giờ mình xịt luôn cái này ha.
xịt luôn cái vỏ của nó. Bạn giữ sạch là nó không có còn dơ đó các bạn. Nếu mà bạn giữ không có dơ đó hả, bạn sẽ thấy nước nó chảy ra giống như là nó sủi bọt lên đó các bạn. Xong mình để đây nha, mình để đây cho khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ quay lại và mình bỏ giá thể mới vô cho nó. Các bạn biết sao cái cây này cái lá nó quăng quẹo như vậy không? Tại vì cái cửa sổ mình nó ngoài hướng này, xong cái lá mình nó nghiêng ra bên này, xong mình lại quay nó lại bên này, xong nó lại nghiêng qua bên này, mình cứ xoay vòng vậy đó. Nhiều khi, cho nên cái lá nó quăng như vậy. Nếu mà bạn để ánh sáng ngoài đây nè, mà bạn để cái cây này nó hướng ra bên đây một chiều, nó sẽ ngã cái ngọn xuống luôn, thì lan quay qua quay lại vậy đó. Sau 15 phút rồi đó mọi người, bây giờ mình để nó vào trong cái chậu nhỏ này và mình đổ một lượng giá thể ra ngoài nha. Mình xài bao nhiêu thì mình để bao nhiêu. Cái giá thể này Lan thấy tốt lắm mọi người, nó vừa có vỏ thông, có than và có miếng xốp vụn đó. Lan thấy ở Cali này á, một tuần mình tưới nước một lần là phù hợp với lại cái giá thể này luôn ha. Đầu tiên thì Lan cho một nắm giá thể vào trong cái lọ như thế này. Xong rồi cái cây này đó, cái mà mình bỏ tới đây nha, là bằng cái miệng chậu đó. Bây giờ mình xếp cái rễ nó tròn tròn lại. Lúc mình lấy cái moss cũ ra đó các bạn, mình làm cho bộ rễ nó tơi ra đó. Bây giờ mình xếp vô thì nó hơi khó nằm một chút. Nếu mà nó nhiều rễ quá đó, thì bạn cắt nó bớt đi. Cái rễ nào nó xấu nhất đó, thì mình cắt nó bớt thôi. Dù nó mọc cái rễ mới ra chứ cũng không có chết đâu, đừng có lo ha. Sau khi mình cắt xong thì mình lại xịt nước sát khuẩn lên rồi mình nương nó, rồi mình làm cho nó nằm rồi nó êm xuống thôi à. Bây giờ thì Lan đã làm được rồi. Hồi nãy Lan cũng có cắt thêm mấy cái rễ nữa đó. Các bạn đừng có lo nó chết, mai mốt mình xịt phân nó lại lên. Nếu sau tuần sau, một tuần mình sẽ xịt phân và mình sẽ quay video cho các bạn cách mình tưới phân nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô. Mình gõ gõ nhẹ như vậy nè các bạn, cho cái vỏ thông nó nằm êm xuống, cho nó chắc cái bộ rễ nó ở dưới. Bạn đừng làm mạnh tay quá, nó ảnh hưởng nó dập bộ rễ nha. Đang bỏ thêm vô. Cây lan là cái cây dễ sống nhất đó các bạn. Cái môi trường của nó thông thoáng, cái gốc là nó sống thôi à. Mà cái gốc mà nó yếm khí là nó khó sống lắm. Cho nên mình làm cái gỗ thông này là nó có những cái khe hở đó, không khí nó thở được cái bộ rễ của nó là nó sống thôi. Anh gõ gõ như vậy nè. Chỗ này nó còn rỗng nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ngón tay mình chọt chọt cái mình nương mình chọt nó cho nó có những cái gỗ thông nhỏ nhỏ đó, cho nó rớt xuống ở chỗ đó cho nó đầy ha. Mình muốn cái rễ cho nó chắc ở trong cái chậu á. Ok, bây giờ được rồi đó. Mình bỏ đầy lên trên cái miệng này nè các bạn. Mình đừng có bỏ quá cái lá nha các bạn. Bỏ quá cái lá nó sẽ, cái lá nó ướt á, nó đẫm nước rồi nó sẽ hư. Bây giờ mình đi tưới nó, mở nước tưới nó cho nó đẫm, nó thấm cái gỗ á. Rồi xong cái sau đó mình đem vô mình đặt nó cái chỗ nào mà mình nuôi nó đó, mình đặt một tuần mình tưới một lần thôi. Mùa hè á, nhà mình ở trong nhà hay bật máy lạnh đó, nó cũng không có đến nỗi nóng đâu, cho nên tuần tưới một lần. Mùa đông mình cũng tuần tưới một lần, hầu như xưa giờ mình tưới tuần một lần không à. Và mình thay cái này thường xuyên lắm các bạn. Mình mua một bịch mix á mà mình xài hết rồi đó. Hồi trước mình chơi nhiều lắm, mình nói sau này nó hư mình cũng bỏ nhiều lắm, tại vì lúc mình có con á mình không có thời gian đó, mình bỏ lơ là nó. Bây giờ mình mới bắt đầu mình chơi lại đó. Bây giờ mình bỏ nó vô đây, mình tưới xong mình để cho nó ráo hết nước luôn này các bạn. Xong mình bỏ nó vô cái bình nha, đừng có để nước dư ở dưới cái miệng, ở dưới cái đáy bình. Bây giờ mình sẽ đem nó lên cái chỗ cũ của nó, và mình để cái chỗ cũ của nó là trong cái toilet á. Còn đây là cái cây lan này nè các bạn, cây lan trắng.
Lan trắng dễ chơi lắm, nếu mà bạn nào mà chưa có chơi quen đó, mà muốn chơi thử thì nên mua cái cây lan trắng này. Nó vừa rẻ tiền mà nó bền nữa các bạn. Mình cũng mới thay chậu cho nó và nó nở hoa trước cái lan, cái cây lan mình mới vừa thay chậu luôn, mà tới nay nó vẫn còn rễ mới nó ra nè, nó còn ra cái lá non nữa đó. Rồi đó là những cái kinh nghiệm sang chậu lan mà Lan đã làm mấy năm nay, hôm nay Lan chia sẻ đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc.